sáu lần xuống thăm địa ngục. Bạn có tin rằng tồn tại một cõi đầy bí ẩn và sự khủng khiếp được gọi bằng một cái tên mà khi chỉ nhắc tới thì ai cũng phải rùng mình? Địa ngục. Tôi là Hoàng Minh Thắng, sống tại thôn Vĩnh Lưu, Phú Lương, Phú Giang, Thừa Thiên Huế, sinh năm 1989. Câu chuyện sau đây có thể khiến bạn nghi hoặc, hoang mang hay sợ hãi nhưng với tôi nó là một trải nghiệm chân thực tôi sẽ không bao giờ có thể quên trong cuộc đời nó khiến thay đổi thế giới quan của tôi một cách sâu sắc và trên hết nó dạy tôi sống tử tế và biết trân trọng từng giây phút được sống ý nghĩa ở kiếp người tôi thường xuyên bị bóng đè có những lần thấy rõ những hình ảnh đó khi thì là anh bộ đội khi thì là một cô gái, nhưng vốn là một học sinh chuyên toán, giờ đi làm nhà nước lại làm về khoa học, nên tôi cảm thấy hiện tượng bóng đè là hiện tượng khoa học và không lấy làm sợ hãi hay có chút suy nghĩ gì, nhưng mọi thứ bắt đầu thay đổi từ lần đó. Vào khoảng tháng 8 năm 2017, vẫn như thường lệ, tôi lại bị bóng đè Lần này vẫn là cô gái mà tôi hay gặp trong những lần trước. Thường thì cô ấy chỉ đứng cạnh tôi, khuyên răng tôi những điều hay lẽ phải. Tôi nghĩ cô ấy là người tu hành, nhưng lần này thì khác. Cô ấy cùng một người đàn ông trung niên khác dẫn tôi đi tới một nơi. Nơi ấy, ban đầu hai bên đường đều là hoa màu đỏ và vàng úa. Họ nói là hoa la lan và hoa sa đét. Lại gần xem thì qua có năm cánh sắt nhọn Trông rất lạ Rồi chúng tôi đi tới một chiếc cầu nhỏ Gặp một người phụ nữ Bà ấy nói đây chính là âm phủ Và báo cho tôi biết thứ bảy này Trong họ nhà tôi sẽ có người mất Đi qua con đường đầy qua đó Là một con sông trải dọc bờ sông Là những chiếc xích cực lớn Cỡ như một người đàn ông 60 kg rồi tôi gặp một nhóm rất đông những người nói rằng họ đã chết có những người nói họ muốn đi cùng tôi lại có những người dọa dẫm tôi cũng có vài người nhận ra rằng tôi chưa chết những người này cho rằng tôi có oai thần rất lớn mới có thể còn chưa chết đã xuống đây nhưng hơn ai hết tôi biết rằng tôi có người dẫn đường phù hộ cho thì mới xuống đây được Bỗng nhiên tôi được đưa trở lại dương gian Và tỉnh lại Xong dằn dặn trong đầu lại lời dặn dò của cô gái kia Phải lo tu Có lẽ mọi thứ tôi sẽ cho là một giấc mơ kỳ quái thôi Nếu không có chuyện này Quả nhiên là vào thứ bảy tuần đó Có một người trong gia tộc tôi qua đời Y như lời người phụ nữ kia đã báo Điều đó khiến thế giới quan của tôi đảo lộn Tôi suy nghĩ rất nhiều và dần nhận ra trên đời còn tồn tại những thế giới khác chứ không chỉ mỗi thế giới vật chất này. Sau lần đầu tiên đó, vào tháng 3 năm 2018, một lần nữa cô gái ấy lại dẫn tôi đi. Tôi được dẫn đến một khu rất đông người, nhưng lần này cảnh tượng thật đáng sợ, người người lớp lớp nhô lên ngập xuống quằn quại trên một bề mặt toàn lửa là lửa nhìn kỹ thì là nham thạch nóng chảy đang sôi lên sùng sục trời đất thiên địa ơi lửa bình thường đốt đã đau đớn lắm rồi đây là nham thạch nóng chảy thì đau đến mức nào khi tôi còn đang chưa hết bất ngờ thì một bàn tay chụp đến kéo chân tôi xuống sợ quá tôi chỉ còn biết niệm phật liên hồi thật kỳ diệu một sức mạnh vô hình giữ tôi lại họ đã không thể kéo tôi xuống được biển lửa đó tôi liền chạy thật nhanh thì đến một khu vực ở đây có những bàn nhậu nhiều người đang ngồi quanh bàn nhưng đây là địa ngục nên bàn nhậu không có giống như trần gian có bia nhưng không được uống không ai đánh đập mà họ tự quay cuồng đến mức độ điên dại họ dò đầu, bứt tai, quằn quại vô cùng đau đớn. Và bên cạnh họ, tôi nhìn thấy một bản ghi rất rõ. Tội sử dụng bia rượu và các chất gây nghiện. Tôi lại đi tiếp, tới một chiếc cầu treo rất nhỏ và khó đi. Tôi lại niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Cây cầu lắc lư nhưng rồi tôi cũng vượt qua được. Vừa qua bên kia đập vào mắt là cảnh tượng một người phụ nữ phương Tây rất đẹp, mặc váy xanh, mẫm mỉm, dơi làn da trắng gợi cảm. Cô bị một con quỷ mặt mũi hung tợn, thân người mà mặt chó sói. Nó phóng cây lao xuyên qua người cô, cắm lên tường, nhìn cực kỳ rùng rợn. Tôi hỏi và được biết cô ta bị hành hình do mắc tội ngoại tình và giết chồng. Tôi buộc miệng Tội quá, đừng làm vậy Con quỷ lập tức quay lại Nhìn chầm chầm vào tôi Ánh mắt hung tợn chưa từng thấy Chỉ nhìn thôi là tôi hồn nhía rụng rời Nhà ngươi cũng sẽ bị kết cục như vậy đó Phục, con quỷ chặt đầu cô ta quăng xuống đất Chỉ vào và nói như quát Tội ngoại tình Sợ quá, tôi giật mình tỉnh giấc mà đầu vẫn văng vẳng lời dặn dò của cô gái dẫn tôi đi là phải biết tu sửa. Quả báo của tội ngoại tình giết người thật đáng sợ. Tôi thề sẽ sửa đổi bản thân, không dám phạm tội này nữa. Sau trải nghiệm kinh hoàng đó, bẵng đi một thời gian, qua năm sau, khoảng tháng 3 năm 2019, tôi lại bị ai đó đè nặng khi đang ngủ, rồi tôi có cảm giác rơi vào một cái hố sâu hung hút như một đường ống khổng lồ. Nó đen xám, sâu hung hút, rồi rơi xuống một cái đầm lầy trong tình trạng bị trói tay và cá chân. Ở đây có rất nhiều người cũng bị trói như tôi, tất cả đều rất hoảng loạn. Rồi một con quỷ hình thù trông ghê rợn, cầm dao đi tới định thọc vào họng tôi. Tôi sợ điếng cả người mày bỗng có một người đàn ông đẹp trai bận đồ vét rất phong độ đi tới ngăn lại tuy ông ấy không nói ra miệng chỉ dùng tâm truyền tâm nhưng con quỷ và bản thân tôi đều có thể hiểu rằng ông ấy ngăn lại là do tôi không phải là người đã chết chỉ đi tham quan thôi con quỷ dừng lại cho tôi ăn một thứ gì đó chỉ nhớ rằng sau khi ăn, lòng ngực tôi đau khủng khiếp, đau như muốn nổ tung ra. Rồi họ lại cho tôi uống một thứ nước. Ngay sau đó khiến tôi bình thường lại. Người đàn ông bận áo vét đưa tôi đi, ông ấy nhắc lại cho tôi biết, đây chính là âm phủ. Trước mắt tôi hiện ra đầy rẫy những căn phòng tra tấn. Đại khái bạn có thể hình dung giống như mấy cảnh tra tấn thời Trung Cổ hay kiểu lính mỹ tra tấn tù binh trong phim đó xong hành hình man rợ khủng khiếp hơn nhiều thoáng thấy thôi là kinh hồn bạc vía xem xong người đàn ông đó nói rằng tôi tham quan địa ngục như vậy đã đủ rồi cả thân người tôi như có một lực phóng mạnh lên tôi mở mắt bừng tỉnh tuy nhiên chưa có xong người đó kéo hồn tôi ra khỏi xác Lúc đó cảm giác toàn thân tôi nặng trịch Rơi xuống đất Và dạ như có ai đó ép vào người như cục đá nặng Rồi một nhóm đông người chẳng biết từ đâu xúm lại Đánh tôi túi bụi, cào cấu, sâu xé tôi Quảng quá, lại như lần trước Tôi tập trung niệm chú Đại Bi Kỳ diệu thay, nhóm người liền tản ra và dần đi mất Sau này tôi mới hiểu ra đó là các vong hồn quan gia trái chủ của tôi bị tôi hại từ nhiều kiếp, họ vốn luôn túc trực quanh tôi chỉ chờ cơ hội là báo thù ngay. Tôi mở mắt kết thúc lần thứ ba tham quan địa ngục kinh hoàng và chỉ hai tháng sau, tháng năm năm 2019 chuyện đó lại tiếp diễn ấn tượng chân thực đến nỗi tôi thấy như vừa mới xảy ra ngày hôm qua thôi cô gái ấy lại tới tôi thấy rõ linh hồn tôi bước ra khỏi giường đi tới một đỉnh núi đầy tuyết trắng xóa nơi có một người đàn ông ăn giận như thời công tử bạc liêu nói rằng ông ấy có quyết thống mấy đời với tôi ông ấy dẫn tôi thăm địa ngục và cho tôi biết rằng chú của tôi đang bị đọa địa ngục vì tội gì thì tôi quên hỏi qua cánh cổng vào tôi thấy khoảng năm sáu quỷ đầu trâu to lớn rượt đuổi cả đám người chúng cầm dao phóng loạn xạ tôi hoảng hốt chạy thật nhanh và giật mình tỉnh giấc thật đáng kinh hãi và lần cuối cùng chính xác là hai ngày liền 29 và 30 tháng 10 năm 2019 Lần này Đầu tiên, tôi bị hai người có gương mặt rất kỳ dị, mặc đồ trắng rượt đuổi trên một ngọn đồi. Tôi lại niệm chú thì họ không bắt được. Tiếp đến, tôi lại bị rơi xuống một cái hố sâu, nơi có một con quỷ đen và một con quỷ trắng đang quay một cái máy xay thịt người. Nó không giống cái cối xay mà là hình chữ nhật đứng, giống cái tủ đựng nước ngọt. Tội hồn bị ném vào trong Quỷ bắt đầu say Nó kêu ầm ầm rung cả trời đất Tôi đánh bạo nhìn vào trong đó Thấy toàn chân, tay, đầu Máu người lẫn lộn Kinh hoàng không thể tưởng tượng được Bỗng Hai con quỷ vận hành máy say nhìn thấy tôi Chúng đi tới định bắt hồn tôi ở lại Thầy hồn khác nhập vào thân xác ở Trần gian Đã có kinh nghiệm Tôi lập tức nhắm mắt, niệm Phật không dứt. Một lúc thì thấy thân mình được phóng lên, mở mắt tỉnh dậy, hú hồn, xong tôi vẫn chưa hết tò mò. Ngày đêm hôm sau, tôi lại bị bóng đè. Tôi thấy mình xuất hồn, đi đến lạy bàn thờ Phật và xin được tham quan âm phủ thêm một lần nữa. Dứt lời, cả thân người nhẹ bẩn, có bà dị hiện đến nên tôi bay qua già cửa cây cối sông biển bay rất nhanh để đến một đường hầm trong đó có mấy chục con chó không phải chó thường đó là chó địa ngục con nào con nấy khổng lồ to cỡ phải bằng ba con trâu hàm răng sắc nhọn đến ghê rợn chúng lao ra định cắn xé tôi may mà ba vị ban nảy đến xua chúng đi Họ dặn tôi phải nhớ cho kỹ Sau này trở về dân gian Phải kể lại cho người đời hiểu Đời là vô thường Sống chết chỉ cách nhau gan tất Nên phải sống tử tế Phải giúp đỡ mọi người Sống đạo đức, lương thiện Họ còn nói tôi có số chết tai nạn Nhưng nếu chịu khó tu tập Sẽ thay đổi được Một vị hỏi tôi dưới âm phủ, ghét nhất là tội giết người và tội dâm dục. Nhà ngươi trên dương gian có giết người và dâm dục không? Tôi liền chối ngay, nhưng ông ta nhìn và quát vào mặt tôi như đã biết rõ sự thật từ lúc nào. Cuối cùng, tôi đành thú nhận rằng giết người thì chưa làm, nhưng tà dâm thì tôi có phạm. Tôi tiếp tục được các vị dẫn đi xem thêm vài khu vực nữa đầu đầu cũng toàn những cảnh kinh dị với những trông gai tủa đầy mặt đất với những đầu trâu mặt ngựa phóng lao dung dúc với những tội hồn bị tra tấn rùng rợn cuối cùng họ đưa tôi trở lại trần gian sau cùng ước nguyện đi tham quan địa ngục của tôi đã hoàn thành không phải một lần mà là rất nhiều lần mỗi lần là một trải nghiệm cực kỳ ấn tượng khó có thể phai mờ Tôi càng thêm tin tưởng vào quy lực của Phật Pháp Thêm niềm tin vào lý tưởng sống có ý nghĩa Đã sinh ra trên cõi đời này Mọi giàu sang, quyền thế chỉ là phù du Sống chết cách nhau chỉ gan tất Không đáng để lấy đó là mục tiêu Cần sống thật tốt, sống thật tử tế lương thiện Lấy đức hạnh lấy trí huệ làm mục tiêu chỉ như thế thì mới có được tương lai tươi sáng hạnh phúc được câu chuyện của tôi bạn có thể tin hay không tin nhưng việc tu học theo phật pháp sống tử tế nhất định bạn phải làm vì kiếp người mong manh lắm nay còn mai mất là thường tình mà nếu không biết đem những năm tháng sống ngắn ngủi của kiếp người để làm những việc ý nghĩa lại lãng phí vào những mục đích phụ phím, thế thì không chắc kiếp sau bạn sẽ lại được làm người, không chắc kiếp sau bạn có cơ hội sống một cuộc đời ý nghĩa nữa đâu. Nội dung trên kênh đều thuộc bản quyền của công ty cổ phần truyền thông Thành Đạt Media, vui lòng không sao chép với mọi hình thức. Nhân quả báo ứng cuộc đời bi thảm của cô gái kỹ nữ thanh lâu trả báo dưới địa ngục ghe kinh sợ lời giới thiệu của hội phật giáo đây là bài viết của cư sĩ triệt ngộ là một hội viên đã nhớ lại và kể về tiền kiếp của mình khiến người đọc xong phải chấn động tác giả có ký ức cực tốt có thể nhớ lại cả thời còn lót tả cũng nhớ luôn kiếp vừa rồi mình từng đọa địa ngục, thọ tội ra sao. Trước khi đọa địa ngục, tác giả từng là một cô gái có dung nhan bá mị thiên kiều. Do bị lừa dối tình cảm, tiền tài mà treo cổ tự tử. Do chết với tâm sân mãnh liệt nên lập tức bị đọa địa ngục, thọ nhiều thống khổ. Bây giờ, mời bạn hãy nghe tác giả kể tôi hồi nhỏ có trí nhớ rất tốt ngay từ thuở còn nằm nôi tôi đã biết và nhớ hết mọi chuyện xảy ra chẳng hạn như lúc tôi đang nằm trong nôi thì thấy mẹ bị bệnh suyễn phụ thân chích thuốc cho rồi lúc tôi tập đi bị bầy ngỗng rượt đuổi như thế nào đến nay thảy đều nhớ rất rõ có lúc trong não tôi còn xuất hiện một số hình ảnh rất kỳ quái đó là cảnh một cô gái thanh lâu bị đọa địa ngục đôi khi tôi kể cho cha mẹ nghe những điều này thì họ luôn phì cười và âu yếm bảo tại tôi còn nhỏ nên suy nghĩ bá láp không đâu nhà tôi theo ngoại đạo thờ thần chứ không thờ phật năm sáu tuổi bà ngoại dẫn tôi đến thần đài tức là đài thờ thần cho tôi tham gia nghi thức tên là lễ khai mở thiên nhãn, tôi được uống rượu tẩm máu tay giết phù chú rồi đốt. Từ giây phút đó, cánh cửa nối liền ký ức tiền kiếp được mở ra, khiến tôi nhìn thấu suốt kiếp trước của mình. Mỗi một cảnh tượng, hình ảnh đều rất rõ ràng. Qua ra kiếp trước tôi là một kỹ nữ, mặc áo phượng tiên thước tha, ưa xem ca tử hí tức là một loại ca kịch địa phương ở đài loan và phúc kiến nhưng không biết thời đó thuộc về niên đại nào do từ nhỏ gia cảnh khó khăn tôi phải vào nấu bếp trong một nhà giàu nọ vì có nhan sắc nên bị ông chủ nổi tài dục cưỡng hiếp sau đó thì tôi vào thanh lâu làm kỹ nữ vợ chồng chủ thanh lâu rất yêu thương đối với tôi cực kỳ tốt lúc đó tôi là một hoa khôi trẻ trung duyên dáng nên đã lợi dụng sắc đẹp của mình để lừa gạt tình tiền của biết bao người cuối cùng thì bị một công tử khác lừa gạt lại khiến tôi mất sạch hết tiền tình tôi phẫn hận cực độ lòng luôn muốn báo thù và không chịu nổi thống khổ nên đã treo cổ tự dẫn tôi thấy cái xác của mình đã chết nhưng hồn lại đi đến một nơi to lớn có lửa cháy phừng phừng. Ở đây có đủ nam phụ lão ấu, sắc mặt người nào cũng ủ rũ buồn thảm, dường như tất cả chúng tôi đều bước vào một con đường đã định, tỏa lực hút mạnh mẽ vô hình khiến mọi người đồng lao thẳng vào đó. Đi một hồi thì gặp ngã rẽ, mọi người tản ra tứ tán. Tôi và một đám người cùng đi đến chỗ có cây cầu độc mộc bắt qua vực sâu thường gọi là cầu Nại Hà. Trong đây âm u lạnh ẩm, tiếng khét, gào, kêu khóc, gian dậy. Từng luồng hơi xuống quế tanh nồng máu huyết xông lên mũi tôi. Rất nhiều người từ trên cầu ẩm ướt, tối tăm trơn trợt kia bị té nhào xuống dưới. Tôi không muốn đi tiếp nhưng không có quyền tự quyết đành cứ thế mà bước lên cầu đi không bao lâu thì cũng bị trượt chân té nhào xuống bên dưới là một vực sâu hung hút, rộng hơn biển cả nữa vì không nhìn thấy biên giới hay bến bờ trong đây có đủ loại mãng xà lớn bé đang nhè nành cắn xé chúng tôi những con rắn này nhiều không đến xuể hung hãn tấn công tôi sau đó tôi mới phát hiện ra trong biển máu này có rất nhiều người nhưng không nhìn thấy được đầu họ bởi vì ai cũng giống tôi đều chìm mau trong biển rắn những con rắn này liên tục cắn xé thân chúng tôi khiến gân cốt rã rời máu tuôn không ngớt thân tôi giống như bị bom đạn công phá tan nát cảm giác thống khổ tận cùng nhưng trong phút chốc da thịt xác thân tôi lại hồi phục nguyên trạng rồi lại bị cắn xé hành hạ tan nát tiếp cứ thế mà tái diễn màn thọ khổ đó mãi lúc này tôi mới biết đây là địa ngục nghiệp lực hiện núi đau biển lửa cột đồng chảo dầu hành tội tôi chỉ muốn sớm được ra khỏi cái biển máu ung thối tanh hôi lúc nhúc độc xà tấn công kia tôi mơ hồ nghe tiếng bao người thọ khổ kêu rên âm thanh rất yếu ớt nếm đủ khốn khổ rồi cuối cùng tôi cũng rời khỏi nơi hành hạ này đến được bờ nhưng trèo lên bờ vẫn chưa phải là kết thúc thọ khổ nơi địa ngục vừa ra khỏi biển rắn mới bò lên bờ thì tôi thất kinh khi nhìn thấy một vị thần tôi chỉ biết gọi là thần thôi vì ông ta trông rất cao lớn mặc đạo bào màu xám đen tướng mạo cực kỳ trang nghiêm không giống như các thần thờ ở thế gian ông chẳng hề mở miệng nói chỉ dùng cách trò chuyện bằng tâm linh giao cảm nghĩa là không có ngôn ngữ nào được tuôn ra ở đây giống như cách truyền thông bằng tư tưởng vậy tự dưng tôi hiểu ra bởi vì tôi không có tín ngưỡng nào hết nên vị hiện trước mắt tôi không mang hình dáng tôn giáo nào do tôi không tin thần hay phật ngỗ nghịch với cha mẹ sống chuyên dối gian lừa gạt người lại hành nghề kỹ nữ dâm tà thất đức ở chốn thanh lâu tôi chuyên lợi dụng mỹ sắc để gạt hại các nam nhân cho đến chết vì gây tạo đủ tội ác nên tôi mới tới chỗ này thọ khổ. Ông thần khuyên tôi. Sau khi nhận hình phạt rồi thì phải nỗ lực tu hành. Lúc đó tôi chẳng hề có chút tâm hổ thẹn ăn năn, Luôn cảm thấy mình vô tội là kẻ không có lỗi. Tôi quất ức nổi đó khi nghĩ tại người gạt lừa khiến tôi phải ngậm hờn treo cổ. Vậy mà chết xuống đây còn bị độc xà cắn xé. Thế là tôi nổi thịnh nộ xung thiên, vị thần liền biến mất. Ông thần biến mất rồi, tôi bị mấy tên quỷ sứ da vàng như đau gan, xua đổi tôi chạy lên ngọn núi cao. Đường gập gền trông trên, khiến tôi bị giáp té. Ngay lúc bị té, tôi mới nhận ra có cả rừng dao nhọn, đủ hình dạng kích cỡ, ngắn, dài, to, bé từ dưới đất nhô lên. Bất kể tôi đi đến đâu, chỉ cần vừa té ngã thì những mũi dao sắc bén này liền tự động tấn công. Giống như bàn chông hay bẫy kiếm không ngừng băm dầm thân thể chúng tôi, khiến xương rơi thịt nát, máu chảy không ngừng, đau đến tôi chết ngất. Sau đó, thể xác lại hồi phục nguyên trạng và tôi tiếp tục lãnh cực hình này, thống khổ không gián đoạn. Cảnh hành tội y như trong kinh Phật tả không khác. Sau này học Phật rồi, tôi mới biết, vì trong lương hoàng sám từng giết. Mãn kiếp địa ngục, mây gặp thiện tri thức, nghe các vị Bồ Tát quở trách, khuyên răng. Phải biết ăn năn cải hối, nguyện tu sửa để thoát khổ. Nhưng do tôi quá hung hãn, cứng đầu, ương bướng, nên phải ở đó thọ hình rất lâu. Đến giờ hồi tưởng lại, cảm giác về những thống khổ vô dáng đó vẫn mới mẻ như vừa mới tái hiện trên thân tôi. Địa ngục quả đúng y như kinh Phật mô tả. Từ tầng trên, đọa xuống tầng dưới, bị chó đồng nổ sủa và nhai xương nuốt tủy Ngục tối la sát cầm chĩa ba đâm vào đầu Tội nhân bị lửa đốt khắp thân Lưới sắt phóng mưa đau Đào theo lỗ chân lông đâm vào thân thể Khi tôi ra khỏi núi đau rồi Thì bị ném vào một cái cối xay to khủng khiếp To không thể tả Nhìn nó đang chuyển động ầm ầm Tôi rất sợ bị nghiền nát Nhưng tìm không ra chỗ để trốn đành cứ chạy vòng vòng trên mặt cối. Nhưng chẳng mấy chốc, thân tôi bị say nghiền, đau đớn vô cùng. Rồi sau đó, Thần xác lại hồi phục nguyên dạng, lại bị say nát tiếp. Tôi nghe thanh âm tru khóc rên la không ngớt của các tội nhân. Họ chạy, đứng, nằm, ngồi, hỗn loạn. Tất cả đều bị say nhuyễn nhừ. Thoát cối say, tôi bị trói vào cột đồng đỏ rực lửa cháy bốn bề da thịt bị thiêu khét lẹt thượng thức mịt mờ thân bị đốt cháy tiêu rồi thì lại hồi phục nguyên trạng tiếp đến tôi bị trói vào một cột đồng lớn khác quỷ sứ dùng móc câu bén nhọn lôi lưỡi tôi ra cho đến khi nó đứt lìa tuôn máu dầm về đây là đền tội ác khẩu chửi rủa đâm thọc theo dệt dối trá sau đó tôi bị ném vào chảo dầu thân thể giống như heo bị ráng không ngừng lăn lộn sưng phình cảm giác như thân bị một loại bom đạn cắt xẻ đau đớn cực kỳ thọ khổ tận cùng nhưng rồi thân tôi lại hồi phục như cũ chỉ cần ló đầu ra khỏi chảo là lập tức bị quỷ sứ dùng cây chĩa ấn xuống chảo dầu lại bắt phải thọ tiếp cảnh bị chiên rán cứ thế tôi dở sống dở chết hình phạt này cứ tái diễn mãi khổ hết chỗ nói do tôi tạo quá nhiều ác nghiệp khi làm bếp cũng từng chiên rán băm dầm giả say loài vật còn đang sống nên đây chỉ là nếm lại những gì mà mình gieo mà thôi. Ra khỏi chảo dầu rồi, tôi và đám đông đi đến một nơi đất khô khốc, phải nắng thành từng viên tròn, lớn có, nhỏ có, hình trạng và số lượng không đồng. Hoàn thành rồi thì ném vào trong hồ lô của mình. Cảnh này giống như làm lao dịch vậy có người do đất khô quá nắng không thành hình từ lúc xuống địa ngục tới giờ chẳng được ăn uống gì nên ai cũng mệt và đói nắng đất xong thì đi đến dùng giống như quả khô tất cả giao hộ lô bi ra và mỗi người nhận được một chén đầy mũ trắng vừa thúi vừa khai có lẽ do nhân duyên tiền sinh còn in sâu tôi thấy ăn uống như vậy quá kỳ cục nên không thèm dùng đầu thai chuyển thế sau đó tôi được dẫn đến trước một vị chấp pháp là phán quan ông này mày rậm mắt to nhìn không dữ mà rất có quy cũng giống như vị thần tôi gặp trước biển rắn ông dùng phương pháp tâm linh giao cảm để nói cho tôi biết là tôi sẽ đầu thai vào thế gian làm con gái. Ông dặn tôi, Ngàn vạn lần không nên tạo ác nghiệp, không được lừa gạt người nữa, mà phải hành thiện tích đức, tu hành cho nhiều giàu. Nghe ông nói xong, tôi vô cùng bất mãn, liền hướng chấp pháp kêu than, diện cớ rằng đã có quá nhiều khổ đau tôi phải thọ chất chồng nên không cam tâm làm nữ nữa. Tôi muốn được làm nam để báo thù. Nghe tôi bày tỏ vậy, quan chấp pháp lộ vẻ rất kinh ngạc. Ông không hiểu vì sao tôi thọ đủ khổ hình mà không bị lú lẫn quên tuốt. Ngược lại, còn nhớ rất rõ chuyện cũ. Nhưng ông vẫn kêu tôi đi sắp hàng và phát cho mỗi người một thẻ bài có số có màu, tôi lãnh thẻ màu hồng, ai nấy lãnh thẻ xong thì tự đi đến xếp hàng trước một cái cổng, y theo màu sắc cái thẻ mình cầm trên tay chờ đi đầu thai. Lúc đó tôi nghe mấy tên quỷ sứ bàn tán lao xao, màu hồng đầu thai làm nữ, màu xanh đầu thai làm nam, màu lục đầu thai làm dịch, màu tía đầu thai làm vừa nghe tới đó, Tôi dội lẻn qua hàng ngũ kế bên ngay vì tôi không muốn làm nữ. Cho nên, thừa lúc người không chú ý tới, tôi giật thẻ màu xanh của đối phương và đưa thẻ hồng của mình cho họ. Thấy quỷ sứ lao tới, tôi nhanh chân chạy trốn, lẫn vào rừng người thẻ xanh. Sợ quỷ ngăn cản, tôi liền chạy đến một vùng có rất nhiều nhà. Lúc đó là đêm tối, thấy ở đây có nhà sáng đèn, có nhà không, Tôi căn cứ vào số, ghi trên tấm thẻ bài mà dò tìm ra số cửa, lập tức đi vào. Thế là đầu thai thành nam tử như hiện nay. Hoàng gia ngõ hẹp lại tương phùng Đời này, khi tôi vào đại học chuyên khoa, quen với một bạn gái, chính là bạch diện công tử đã lừa tôi ở kiếp trước. Lần đầu vừa gặp, hai bên đã thấy hết sức quen như đã từng biết nhau lâu lắm rồi dần dần ảnh hưởng tình tiết đời trước càng lúc càng rõ hơn nhưng cuối cùng vì cha mẹ phản đối hơn nữa tôi cũng không muốn nối lại tiền duyên thế là chia tay may là tôi không cần tâm muốn báo thù nữa còn cặp vợ chồng chủ thanh lâu đời trước kiếp này là cha mẹ ruột của tôi chàng trai bị tôi gạt lừa hại chết, kiếp này thành là vợ tôi. Hồi mới gặp, tôi cảm thấy rất quen nhưng sống không hợp ý, bởi vì đời trước tôi không hề yêu nên đời này nội tâm đối với cô cũng thường sinh chán ghét vô duyên vô cớ. Do vậy mà cô luôn ôm hận đối với tôi và cư xử với người nhà tôi hết sức lạnh nhạt hai bên thường dùng chiến tranh lạnh để hành nhau mặc dù tôi kiếm rất nhiều tiền đem về cho cô trả lại nợ lừa gạt tiền ngày xưa nhưng cô chẳng bao giờ tỏ ra hài lòng đời trước có một nam tử thường giúp tôi dẹp bao bất bình nay là bạn chí thân của tôi sám hối tội ác quá khứ cảnh tỉnh thế nhân tu học Phật rồi, tôi hiểu mọi sự đều do nhân quả. Kiểm điểm lại bản thân mình, tôi nhận ra tất cả toàn do tâm tham ái, chấp thủ mà ra. Đến đời này, tập khí xưa vẫn chưa mất. Nhưng kiếp này, tôi sẽ không mê muội tạo ác nữa, sẽ không tranh giành tài lộc không dùng thủ đoạn để chiếm lấy nữa. Nếu cứ chạy theo tâm tham dục không đấy, mình sẽ khổ mãi. Tôi và người bạn gái đầu sớm đã chia tay và ai nấy đều có cuộc hôn nhân riêng, nhưng nếu nhìn nhận một cách trung thực thì tôi vẫn khó quên cô ta. Trong sâu thẳm tận đáy lòng, tôi nhận ra mình vẫn còn nặng tình với cô ta. Nhưng tôi biết đây chỉ là nghiệp duyên, là ảo giác vọng tưởng mê muội nên không lao theo. Do đời trước tôi treo cổ chết nên đời này tôi không dám mặc y phục có cổ vì rất sợ tái hiện cảm giác đau nơi ít hầu lại do đời trước tôi từng làm nghề nấu bếp cho nên kiếp này nghệ thuật nấu nướng của tôi rất tuyệt bởi vì đã nếm qua cảm giác bị chiên trong chảo dầu cho nên tôi đặc biệt sợ nóng không sợ lạnh đời này hễ nhìn thấy cối xay chuyển động là tôi liền sinh hoảng sợ, toàn thân nổi ốc hết. Tóm lại, những thói quen và ký ức đời trước hoàn toàn không tiêu mất. Nhìn lại những thống khổ đã trải qua, trong đây lời dạy hiếm có của vị thần và quan chấp pháp đã giúp tâm tôi mở sáng. Tôi hiểu rõ, làm người phải trọng tính, không nên lừa gạt, không làm thương hại người không được làm việc gì trái với lương tâm tôi cũng biết cuộc sống đa số do nghiệp lực quyết định tự làm tự chịu ta tự nếm quả mình trồng người hại tôi cũng không phải cố ý muốn hại tôi tôi khổ là do phải trả báo theo luật nhân quả cho nên đối với tha nhân tôi nên bao dung khoan thứ và không được khởi tâm sân hận đã nếm và hiểu rõ khổ địa ngục như thế nào rồi. Bạn nghĩ tôi sẽ mê đắm ngủ dục, dùi đầu tạo ác nữa được sao? Tuy kiếp trước tôi là kẻ đại ác, vô tôn giáo, nhưng kiếp này tôi đã biết tìm đến Phật Pháp, dân hành theo lời chư Phật dạy, vì cảnh địa ngục trong kinh tả giống y như tôi đã gặp Tôi bây giờ chỉ muốn tu mà thôi. Tu tinh tấn đến giải thoát và không tha thiết gì ở thế gian này. Tôi rất muốn được về cõi tịnh độ của Phật A-di-đà, tu cho thành đạo, rồi quay lại độ chúng sinh khổ đau ở đây. Thông qua kinh nghiệm này, tôi xin thành tâm sám hối tất cả lỗi lầm đã tạo trong dĩ dãn. Cầu chư Phật, Bồ Tát gia hộ để tôi có thể tiêu trừ nghiệp chướng, tăng trưởng thiện căn, giảng sinh tịnh độ, thoát khỏi luân hồi. Thực ra tất cả chúng ta đều từng xuống địa ngục, vì trong tâm chúng ta đầy niệm ác, nhưng do cách ấm mê muội nên không nhớ ra thôi. Con người thậm chí còn là khách thường trực của địa ngục nữa kìa. Đây gọi là mới thoát ra lại tìm vào địa ngục vốn không do ta tạo nghiệp ác mà hiện thành tam giới không an như đi trong nhà lửa chẳng nên lưu luyến tôi không dám nói gì người khác chỉ lấy chuyện của bản thân mình mà chứng minh tất cả hình phạt thống khổ tôi từng chịu nơi địa ngục là do thân khẩu ý tạo ác sát, trộm, dâm, giọng tôi đều phạm hết. Tôi từng là đầu bếp giỏi, chuyên sát hại sinh vật, hầm, nướng, quay, chiên, nên tôi cũng nếm mùi núi đau băm dặm, chảo dầu chiên rán. Miệng tôi nói ác, lưỡi phạm nhiều tội, nên bị móc, cắt lưỡi. Vì tội dâm tà, nên bị thiêu cháy, ôm cột đồng, nếu như đời này tôi không biết ăn năn sám hối, không tỉnh giác tu sửa, lại tiếp tục tạo ác thì chuyện tôi đọa địa ngục chắc chắn sẽ xảy ra. Nếu ta thừa nhận địa cầu này tồn tại, thế thì không thể phủ nhận sự tồn tại của địa ngục và tịnh độ. Nghiệp lực vô tận, thế giới vô tận, chúng sinh vô tận, chỉ có Phật pháp là con đường giúp chúng ta thoát ly ba cõi, ra khỏi khổ đau. Đối với điều này, tôi tin kiên quyết không nghi, lòng chỉ muốn vĩnh viễn thoát ly cõi khổ, sinh về cõi Phật tu hành. Chuyện tôi kể quý vị có tin hay không, còn tùy thuộc vào phúc phận của quý vị. Xin hãy lấy chuyện của tôi làm gương mà tránh tạo ác nghiệp. Mong tất cả xin nghe Phật pháp, nghiêm trì giới luật, chăm chỉ tu hành để thoát ly tam giới. Ngàn vạn lần không nên trồng nhân xuống địa ngục. Nhân quả báo ứng, tuyệt tử tuyệt tôn, cả đời vô sinh chết đọa địa ngục chỉ vì phạm phải lỗi này. Lữ Thanh sống vào triều Minh, thường ngày ưa thích đàm luận việc dâm ô và nhìn trộm phụ nữ. Khi anh ta được 30 tuổi, gia cảnh bần cùng đến cực điểm, hai người con đều lần lượt qua đời. Một ngày kia, Lữ Thanh đột nhiên chết bắt đất kỳ tử và nhìn thấy ông nội rất tức giận. Ông nói với anh ta, Nhà chúng ta hai thế hệ đều tích thiện, mệnh của cháu lẽ ra phát tài lớn, chẳng ngờ đến cháu tầm ưa sắc đẹp mắt miệng đều tạo nghiệp chướng phúc báo đều sắp cạn sạch rồi ta e rằng cháu sẽ thật sự phạm phải việc tà dâm như thế hậu duệ cả nhà chúng ta sẽ không còn hy vọng gì nữa do đó ta mới cầu xin diêm dương bắt cháu xuống âm tạo địa phủ để xem xem cho cháu biết lợi hại thế nào lữ thanh nói nghe nói tư thông với vợ người khác phải nhận báo ứng là tuyệt tự sự thật cháu rất sợ với những báo ứng này nên mới chưa từng phạm phải. Dị Minh lại đứng bên cạnh nói, há chỉ là tuyệt tự thôi, nếu như là người nữ chủ động đến cám dỗ mà tự mình thuận theo chứ không chối từ thì tội nghiệp này chính là báo ứng tuyệt tự. Còn nếu là mình dụ dỗ thúc ép người ta, hơn nữa tái phạm nhiều lần, làm bại quại luôn thường người ta, khiến người ta phá thai, thậm chí giết chồng giết con, thì chính là đại tội, há chỉ là tuyệt tự không thôi. Đối với tội tà dâm, pháp luật ở thế gian quá ư khoan hồng, thế nhưng pháp luật ở âm gian lại rất nghiêm khắc. Phàm là người hễ động dục niệm tà dâm, thì ba thần xác sẽ đến tự thú. Táo quân và thành hoàng cũng sẽ đến trình tấu sự thật. Nếu như họ giấu giếm hoặc bỏ sót, thì cũng là lỗi nặng. Người xem thử hôm nay xử trí thế nào thì sẽ rõ ngay một lúc sau đám quỷ tốt đưa rất nhiều phạm nhân từng phạm tội tà dâm đến trước mặt họ họ đều đeo xiềng xích quỳ trên mặt đất diêm dương nghiêm khắc phán người này biến thành kẻ ăn xin vừa điên vừa câm người này biến thành kỹ nữ mù mắt người này hai đời làm trâu người này mười đời làm heo diêm dương phán xét xong xuôi các quỷ tốt lại áp giải họ đi đầu thai. Lữ Thanh xem xong, sợ đến sởn cả gai ốc. Dị Minh lại nói, Còn có nhiều trừng phạt nghiêm khắc hơn nhiều. Người nhất thiết không được vì chốc lát thèm muốn quan ái mà đánh mất thân người. Cần phải tránh sắc như tránh mũi tên. Đồng thời, mau chóng in bài văn để khuyên răng người đời. Một lúc sau, Diêm Dương lệnh thả Lữ Thanh về Dương Giang lữ thanh in một dạng bài viết du địa phủ để cảnh tỉnh thế nhân lại rất cố gắng làm việc thiện khi lữ thanh được 40 tuổi thì liên tục sinh hai người con gia tài lên tới bạc triệu giàu có phi thường lữ thanh sau đó quyết đoạn tuyệt duyên trần đi về nam hải tu đạo đây là đồng hương thái tinh của lữ thanh ghi lại Ngày xưa đều rất chú trọng tu dưỡng đạo đức nhân luân, cũng tin rằng hành thiện là phải lấy thủ đức bất tạ dâm làm trọng. Người có thể nhìn sắc mà bất dâm, ác sẽ tích đại âm đức, được đại phúc báo. vào Triều Minh, ở Ninh Ba, tỉnh Chiết Giang, có một thư sinh tên là Tôn Đạo. Do gia cảnh bần hàng nên lấy việc dạy dỗ trẻ con làm nghề nghiệp kiếm sống. Sau đó, vì không giữ được chức nghiệp này, bạn gửi thân nơi nhà họ Trương ở đường Tây, giúp sao chép viết lách, đổi lấy chút cơm áo sống qua ngày. Tuy thân trong cảnh thanh bần, nhưng trước sau vẫn kiên trì chính trực, không thay đổi tiết tháo thanh bạch của mình. Một hôm lúc đêm khuya, nhà họ Trương có một nữ tỳ lớn lên có chút nhan sắc, nhìn thấy tôn đạo tuy ăn mặc giản dị nhưng mặt mày khôi ngô tuấn tú cử chỉ nho nhã bất giác xuân tình dập dờn mới lẻn vào phòng tôn đạo định gạ gẫm quan hệ bất chính tôn đạo sau khi biết ý đồ cô gái lèn dùng lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt cô nương hãy bỏ ngay ý nghĩ sai lầm ấy phải biết quý trọng thanh danh của mình chứ tôi là người đọc sách khổng mạnh nghe theo lời dạy Nam nữ thủ thủ bất thân, lẽ nào đi làm cái việc thú tính đội phong bại tục như thế, xin cô mau đi đi cho. Nói rồi Trừng Mi trợn mắt, mở rộng cửa để cô gái bước ra. Cô nữ tỳ đành chịu, thẹn thùng bước ra cửa mà đi. Nào ngờ cảnh này bị ông thầy Tư Thục, phẩm hạnh không đoan chính của nhà họ Trương thấy được. Ông ta thấy cô gái mỹ miều như hoa, nên lợi dụng cơ hội này tìm cơ lén hẹn hò cô nữ tỳ. Sau khi làm việc cẩu thả không lâu, ông thầy tư thục bỗng nổi một nhọt, không thuốc trị được, đau quá, bèn bỏ dậy về nhà điều trị. Quả báo tà dâm đến ngay tức khắc, quả nhiên rõ như ban ngày, lẽ nào chưa đủ khiến người đời sau lấy làm gương. Vị thầy tư thục đi rồi, chủ nhà mời tôn đạo làm thầy dạy cho con họ. Một ngày nọ, tôn đạo chạm mặt người chú ở gian khẩu người chú kinh ngạc nói có một việc kỳ quái mà ta tìm cháu để nói vì con ta mắc bệnh nặng đã đến miếu thành hoàng cầu khấn tối hôm ấy có một giấc mộng rõ ràng mộng thấy lão thành hoàng ngồi trên điện hồ quán thuộc hạ cải mệnh cho một số người được định sẵn là bị chết đói khi đọc đến khoảng người thứ mười mấy ta nghe thấy tên cháu ta trộm hỏi vị Minh Quang, vì sao tôn đạo có thể cải mệnh? Minh Quang nói, bản mệnh người này năm 46 tuổi sẽ chết đói ở xứ người. Vì đêm ngày 18 tháng 4 năm nay, anh ta nghiêm khắc cự tuyệt dâm bôn với tỳ nữ, tích được đại âm đức, bởi thế kéo dài thọ mệnh hai kỷ. Một kỷ là 12 năm, đổi từ chết đói thành lộc tịch. Cháu nhớ lại xem, có đúng cháu từng cự tuyệt tỳ nữ dâm bôn hay không? Tôn Đạo lặng lẽ gật đầu thừa nhận là có chuyện đó. Sau đó, thuận theo việc học sinh theo Tôn Đạo ngày càng nhiều. Tiền học học sinh nộp mỗi năm mấy trăm lạng bạc. Đến năm dạng lịch thứ 16 Triều Minh, Tôn Đạo 46 tuổi, cũng chính là năm cần cái mệnh chết đói. Quả nhiên xảy ra mất mùa, giá gạo trở nên rất đắt người nghèo hoàn toàn không có tiền mua. Khi ấy người chết đói rất nhiều. Tuy nhiên, tôn đạo không chỉ thoát được kiếp này mà cuộc sống còn hết sức dư dả. Đến những năm cuối đời, phủ họ tôn trở thành cự phú, ứng nghiệm với điều mà Minh Quang gọi là lộc tịch. Năm 70 tuổi, ứng nghiệm với câu kéo dài thọ mệnh hai kỷ, tôn đạo không bệnh mà mất. Từ đó mà thấy, đúng là trên đầu ba thước có trời xanh, hành vi nơi phòng kính mà bị thần nhìn rõ. Cự nữ dâm bôn âm đức lớn, thọ thêm hai kỹ bất hư truyền. Xin khuyên người đời mau thủ đức, trời ban thần tặng phúc lộc toàn. Ngẫm chuyện xưa xét việc nay mà cảm khái vô cùng. Dưới sự đầu độc của thuyết vô thần, hiện nay ở Trung Quốc, hoàng viên hữu bại, tham lam tột độ dân chúng cũng bị cuốn theo trong dòng dơ bẩn của đồi trụy mà như cá gặp nước, tự cảm thấy vui vẻ lắm. Nào là tình dục ngoài hôn nhân, tình một đêm, bao bồ nhí, ở với nhau không cần kết hôn, sống thử, dân dân, có thể nói là loạn bát nháo cả rồi. Dạng ác nhâm di thủ, thiện ác hữu báo thị thiên lý đây là định luật bất di bất dịch của trời không phụ thuộc vào ý chí con người vậy thì thử nghĩ xem cổ nhân cự nữ dâm bôn tích được phúc báo thọ thêm hai kỷ phóng túng tà dâm tổn âm đức gặp phải báo ứng như thế nào hỡi những ai lạc đường hãy mau mau thanh tĩnh đi thôi triệt để dứt bỏ hành vi tà dâm đồi bại trở về khí tiết chính đạo trọng đức chính khí trời đất trường thịnh bất suy thì may mắn lắm thay. Quan hệ tình dục ngoài hôn nhân chính là tội tà dâm. Hành vi này trời đất không dung, quỷ thần phẫn nộ. Ngay khi một ý niệm dâm dục khởi phát, thậm chí trước khi hành vi đó xảy ra đã là phạm tội lỗi lớn, tạo nghiệp to lớn. Nếu phạm lỗi, không chỉ người đó gây ra tai họa lớn cho chính mình mà còn mang tới bất hạnh cho con cái họ. Sự lạc thú từ tội tà dâm chỉ là nhất thời, nhưng tội nghiệp mang lại thì thật to như núi. Đối với những người phạm tội tà dâm, một số thì mất mạng, một số bị mất chức vị, một số quỷ hoại gia đình và một số thì bị tuyệt tự. Một người có thể có mệnh phú quý, nhưng nếu phạm tội tà dâm, anh ta có thể trở nên khốn khổ, lao đao suốt cuộc đời. Một người có thể có mệnh được hưởng phúc và thọ, nhưng nếu phạm tội tà dâm, anh ta có thể bị tật nguyền hay chết yểu. Một người có thể có vợ hiền thục và tiết hạnh, nhưng nếu phạm tội tà dâm, bạn đời của anh ta có thể trở nên lẳng lơ và phóng đảng. Trong quá khứ, một số người có công năng có thể nhìn thấy rằng quả báo với tội tà dâm là nghiêm trọng nhất. Lấy ví dụ, thông dâm với vợ người khác hay làm ô quế con gái nhà người ta sẽ bị đại đọa với địa ngục trong 500 năm. Sau đó, anh ta có thể phải mang thân trâu ngựa trong 500 năm nữa trước khi được chuyển sinh thành người. Thậm chí khi thành người, anh ta có thể phải làm nghề kỹ nữ nếu ai đó bày mưu thông dâm với một quá phụ hay ni cô làm bại hoại nhân luân, người đó sẽ phải chịu khổ dưới địa ngục trong 800 năm. Sau đó, anh ta có thể đầu thai thành lợn hoặc dê để bị mổ lấy thịt trong 800 năm tiếp theo. Đến khi lại được mang thân người, anh ta có thể bị đau khổ vì tàn tật. Quyến rũ người có địa vị cao hay trẻ nhỏ làm bại hoại cương thường sẽ khiến người đó chịu khổ dưới địa ngục một năm trăm năm đến khi được mang thân người người đó có thể bị chết trong bụng mẹ hay chết non tức là có một đời sống cực ngắn tất nhiên những quả báo này không phải là toàn bộ mà có thể khác nhau tùy theo trường hợp tuy nhiên điều này cho thấy mức độ nghiêm trọng của tội tà dâm mặc dù quả báo với tội tà dâm là cực kỳ nghiêm trọng nó thậm chí còn nghiêm trọng hơn với những người xúi dục người khác sự đau khổ trong địa ngục là ngoài sức mô tả một khi vào ngục vô gián thì sẽ không còn đường ra nữa sự hưởng lạc và phóng túng nơi nhân gian chỉ là rất ngắn ngủi vì thế chúng ta không nên làm ngơ với những gì sẽ chờ đợi chúng ta sau khi chết một người khôn ngoan nên hiểu rõ điều này. Trong văn hóa tín ngưỡng của người phương Đông nói chung và người Việt Nam nói riêng, con người luôn sống cho một niềm tin mãnh liệt vào thần linh, tin vào nhân quả luân hồi, tin vào thiện ác hữu báo, tin rằng mọi thứ mình có được đều do thần ban cho. Người sống thiện lương, ắt được trời cao bảo hộ, có được phúc lành, cơm no áo ấm. Người sống ác độc, sát sinh hại vật, ác sẽ bị trời cao trừng phạt. Con người sống tại nhân gian đã tạo muôn vàng tội nghiệp thế nào, sau khi chết đi, ác hẳn sẽ chịu đủ loại nghiệp báo. Sống làm điều ác, chết rồi chịu tội, một chút cũng không xê dịch. Địa ngục du ký 7 ngày Chuyện kể rằng vào triều đại nhà Thanh tại Giang Đông, Giang Tô, có một cư sĩ Phật gia tên là Khoái Lan Chu. Người sống trong vùng đều nhìn nhận, ông là người đối với phật giáo vô cùng thành kính lan chu cả đời hành thiện tích đức cho nên mọi người khi gặp khó khăn thường hay tìm đến ông nhờ giúp đỡ mỗi lần như vậy ông đều lập tức giúp ngay khoái lan chu có một người con gái tên gọi là yếu lan tự tố quyên yếu lan tính tình ngày thường rất là giống cha cô luôn tin phật hành thiện giúp người không ngờ khi khoái lan chu đến tuổi trung niên thì đột nhiên phát bệnh trên lưng mọc một cách mục rất là lớn mặc dù chữa trị khắp nơi nhưng bệnh tình không khỏi nên qua đời con gái ông sau khi cha bị chết thì vô cùng đau buồn thương tiếc nhìn thấy cảnh tượng bi thương như vậy mọi người đều không khỏi ca tháng khoái làng chù cả đời thành tâm niệm phật lại thiện ý giúp người tại sao phật không đổ cho ông ấy để ông ấy phải chết sớm như vậy chứ vốn dĩ tâm trạng đã đang đau buồn Nghe được những lời như vậy lại càng khiến cho Yếu Lan thêm đau lòng, thương xót không thôi. Kết quả chính cô cũng lâm bạo bệnh, phải nằm một chỗ không dậy được. Một hôm, trong lúc bệnh tình ngày một xấu đi, Yếu Lan đột nhiên ngồi dậy nói với người hầu nữ. Ta sắp chết rồi, khi ta chết đừng đem mai tán, hãy đem xác ta đặt trong phòng rồi trong coi cẩn thận. Sau bảy ngày ta sẽ sống lại, nói vừa dứt lời yếu lan tắt thở nhắm mắt xuôi tai sau khi yếu lan qua đời mọi người làm theo sự căng dặn của cô bảy ngày qua đi nhưng cơ thể yếu lan hoàn toàn bình thường sắc mặt còn trở lại hồng hào hơn xưa dùng tay chạm vào thì thấy cơ thể dần ấm lên tuy nhiên cô vẫn chưa tỉnh dậy như lời căng dặn mãi đến nửa đêm ngày thứ bảy yếu lan mới tỉnh vừa tỉnh dậy cô đã nói tu Phật là ở trong tâm, chớ có không tình địa ngục và nhân quả báo ứng. Tiếp đó, Yếu Lan bèn kể về những cảnh tượng mà cô ta đã nhìn thấy sau khi mình chết đi, nguyên thần rời khỏi cơ thể đến không gian khác. Sau khi nguyên thần của tôi rời khỏi cơ thể, nhưng không thấy đường, chỉ cảm giác mình đang đi trong hoàng sa rộng lớn, nên bắt đầu thành tâm niệm Phật đang niệm kinh Phật, đột nhiên tôi cảm thấy một vùng đất rộng lớn sáng rực, tiếp đó nữa là nhìn thấy cờ bay phấp phới, đồng thời có một dòng tròn phát ánh hào quang xuất hiện trên đám mây cao. Dòng tròn dần dần hạ thấp, lúc này tôi nhìn thấy trong vòng tròn sáng rực đó có một vị Bồ Tát, nén mặt từ bi hiền hòa. Thấy vậy tôi liền quỳ xuống, thành tâm bái lại xin Bồ Tát cứu giúp bồ tát đáp con không nên đến nơi này mau chóng trở về đi tôi hỏi bồ tát phụ thân con hiện nay đang ở đâu ạ à? xin bồ tát hãy cho con được gặp mặt một lần bồ tát bảo cha con đang ở tầng trời thứ hai hưởng thanh phúc sau này nếu con tu thành chính quả hai cha con vẫn còn có cơ hội gặp được nhau ngược lại nếu không thì người nhân gian kẻ thiên quốc càng khó tương phùng. Biết được nơi thân phụ đã đến, tôi vui mừng phấn khởi, chào dân nước mắt. Bồ Tát thấy vậy liền nói, Thôi đừng có khóc nữa, dù sao con cũng đã tới đây. Ta để thị giả đưa con đi du ngoạn địa ngục một chuyến. Cho con biết con người sống tại nhân gian đã tạo muôn vàng tội nghiệp như thế nào. Sau khi chết đi, ắt sẽ chịu đủ loại nghiệp báo sống làm điều ác, chết rồi chịu tội, một chút cũng không xê dịch. Tiếp đó có một thị giả từ trong vòng tròn sáng bay ra, dẫn tôi đến âm ti. Đầu tiên tôi bái kiến Diêm Vương, ngẩng lên thấy lũ tiểu quỷ bên cạnh Diêm Vương, mặt mày ghê sợ, giống như những gì truyền tụng tại nhân gian. Thị giả bèn truyền đạt những lời của Bồ Tát cho Diêm Vương nghe. Diêm Vương liền đứng dậy cung kính lắng nghe, tiếp đó lệnh cho một tiểu quỷ lấy khóa mở cửa dẫn đường. Tiểu quỷ dẫn tôi đi qua mấy lớp cánh cửa. Mỗi cánh cửa là một cảnh tượng địa ngục. Mỗi địa ngục tôi đều nhìn thấy những người mà mình đã từng quen biết. Ví như tôi nhìn thấy bác Tiết ở cửa Bắc Ngô Giang. Bác ấy bình thường chuyên cần niệm kinh, khuyên người hành thiện, bố thí. Mọi người ở quê đều gọi bác ấy là người thiện. Nhưng bây giờ lại ở địa ngục chịu cực hình đóng băng toàn thân rung lạnh tôi nhìn thấy như vậy vô cùng kinh ngạc nên đã hỏi tiểu quỷ người này tính phật vì sao lại phải chịu cực hình thống khổ như vậy tiểu quỷ đáp bà ấy lòng dạ tham lam hàng ngày khuyên người ta bố thí hành thiện kỳ thực đều là vì lòng tham muốn chiếm hữu của cải của những người đã thiện tâm bố thí cả đời bà ta chiếm đoạt biến thủ vô số hơn nữa lại còn lợi dụng người khác cho vai nặng lãi vậy nên sau khi chết lập tức phải đến địa ngục không lâu sau tôi còn nhìn thấy người chị dâu quá chồng của mình hai chân chị ấy bị đóng trên cánh cửa vô cùng thống khổ tôi vừa nhìn thấy đã không cầm nổi nước mắt tôi nói chị ấy cũng là người tính phật tại sao phải rơi vào cảnh này tiểu quỷ đáp lúc sinh thời cô ta có tâm đố kỵ hơn nữa còn đối xử với người làm vô cùng hà khắc thường hay đánh đập bạc đái họ cho nên khi chết cũng phải xuống đây nghe vậy tôi nói nhưng mà chị ấy thường hay đi chùa dập đầu dân hương cúng phật lẽ nào như vậy không thể tiêu nghiệp được hay sao tiểu quỷ trả lời đây chỉ là những điều tiểu thiện không đáng kể tiếp đó yếu lan còn kể rất nhiều người mà cô gặp dưới địa ngục đang chịu tội khổ và hỏi rõ đầu đuôi duyên cớ làm sao lại phải chịu cực hình như vậy Mọi người nghe xong đều kinh hoàng sợ hãi, phát tâm muốn là một người tốt chân chính. Yếu làng sau khi sống lại thì tiếp tục cuộc sống bình thường thêm 36 năm, cả đời đều thành kính, tính thần Phật. Mới hay nhân gian thiện ác hữu báo, địa phủ âm tào luật trời khó đổi. Tiếc thai con người ngày nay mê mờ khó ngộ, vì lợi mà sẵn sàng quên bỏ đạo lý, trăm năm qua đi hối hận cũng đã muộn màng bị sét đánh chàng trai bất ngờ nhớ lại hàng loạt tiền kiếp mỗi người chúng ta ai cũng đều có tiền kiếp vì thực tế không có thứ gọi là linh hồn mới mà tất cả mọi người đều trải qua quá trình tái sinh không có linh hồn nào đi mà chỉ có cơ thể mới chết thôi và thể xác chỉ đóng vai trò là phương tiện để con người học hỏi trên cõi đời. Có thể xem tiền kiếp là một tấm gương phản ánh tính cách và lối sống của mỗi người trong hiện tại. Sinh ra trong thời hiện đại, lớn lên giữa hàng ngàn thứ máy móc tân tiến. Các Nhật chẳng có một chút niềm tin nào vào thế giới tâm linh. Anh sinh năm 1990 Tại Đại Đồng, Thạch Thất, Hà Nội, là một thanh niên vô thần điển hình, cuộc sống diễn tiến theo một quỹ đạo như bao người khác. Nhỏ thì đi học kiếm tấm bằng, lớn lên thì kiếm một công việc làm. Năm 2017, anh xin được một chương làm bếp trong một nhà hàng tại Sơn La. Làm được một thời gian, một biến cố lớn bất ngờ xảy đến làm đảo lộn mọi giá trị trong tư tưởng, quan niệm sống của Nhật. Hôm đó đang là ngày Tết, mưa lâm râm. Đúng 12 giờ trưa, anh có việc nên mở cửa bước ra cổng. Vừa bước dài bước đến giữa sân. Đùng, một tia sét chói lòa đánh xuống trúng đầu Nhật. Mắt tối sầm, toàn thân tê dại, đau đớn, anh ngã giật ra đất. Nằm thở hổn hển được một lúc cơ thể đỡ đau hơn một chút anh cố lết vào trong nhà vừa sợ vừa mừng may quá chỉ là tia sét nhỏ nên nhật vẫn còn giữ được mạng và rồi cũng từ đó anh được khai mở một số khả năng kỳ lạ kết nối với thế giới tâm linh anh bắt đầu nhìn thấy các vong hồn thậm chí còn ngửi thấy mùi của họ ngoài ra còn có thể nằm mơ thấy trước một số việc trong tương lai rất nhiều đêm nhật mơ thấy những giấc mơ kỳ lạ không giống với loại giấc mơ lộn xộn mờ ảo bình thường các giấc mơ này rất rõ ràng sống động như thật dù là nhiều lần mơ khác nhau nhưng đều theo một trật tự và liên kết với nhau thành một chuỗi các sự kiện từ trước đến sau trong mơ anh thấy một vị tỏa ra ánh sáng chói lòa cố nhìn cũng không thấy rõ được anh chỉ có thể phỏng đoán vị này là quán thế âm bồ tát sau đó anh được vị ấy dùng thần lực cho thấy lại những ký ức tiền kiếp lần lượt từng cảnh tượng chiếu lên trong tâm như những thước phim sống động kiếp đầu tiên anh được gì đó cho thấy lại không rõ đang ở đất nước nào chỉ thấy khung cảnh xung quanh là một khu rừng tĩnh mịch nhật kiếp đó là một nhà sư tu hành rất tinh tấn giữ giới luật nghiêm minh siêng năng thiền định tuy nhiên nhà sư này có một nhược điểm là rất ham thích thần thông tâm thường mong đạt được những năng lực siêu diệt quyền phép biến hóa và do siêng năng thiền định vị sư này cũng đã có được khả năng xuất hồn khỏi xác đi dân du đây đó một lần xuất hồn ra như vậy dạo chơi bất ngờ nhà sư bị một con quỷ loại quỷ chuyên theo phá người tu hành, đuổi theo muốn giết ông. Ông quảng sợ tháo chạy, chạy đến một vùng đất quan du, thấy có khoảng hai mươi nhà sư khác đang khất thực, tất cả đều phát hào quang. Ông liền lẫn vào nhóm nhà sư ấy. Còn quỷ không lại gần được, nhưng vẫn lẫn giỡn xung quanh, không bỏ cuộc. Sợ quá, Ông quỳ xuống, tha thiết niệm quán thế âm Bồ Tát, xin Ngài cứu mạng. Được một lát, phía xa hướng đông, ánh sáng trắng rực, phát ra chói lòa mắt. Mặt đất rung động, quán thế âm Bồ Tát từ từ hiện ra. Ngài nói, chỉ có con mới cứu được chính mình, con hãy mau niệm kim cương chú Ngài liền truyền dạy Kim Cương Chú. Nhà sư nghe rồi lập tức thuộc lòng, khẩn thiết trì niệm câu chú liên tục. Thân thể ông nóng bừng lên, dần dần thân cũng phát ra hào quang, tâm không còn sợ hãi gì nữa. Còn quỷ thấy thế, biết không làm gì được nên bỏ đi. Sau đó, nhà sư nhập hồn trở lại xác và đi tìm rồi xin gia nhập nhóm 20 nhà sư kia. Kiếp tiếp theo, Nhật thấy mình đầu thai thành một đạo sĩ ở Trung Quốc. Mong mỏi của kiếp trước đã được đáp ứng. Kiếp này làm đạo sĩ, học được rất nhiều phép thuật của đạo gia. Xong, hình ảnh kiếp này thoáng qua nhanh, không thấy được nhiều chi tiết, chỉ thấy lại một cảnh anh mặc đạo bào màu xanh đang cử hành một nghi thức gì đó cho dân làng kiếp tiếp theo anh tiếp tục đầu thai thành một người trung quốc sống vào thế kỷ thứ tư trước công nguyên thời xuân thu chiến quốc kiếp đó anh tên là tô tần do phước báo từ kiếp làm nhà sư tu hành tinh tấn nên kiếp này anh có rất nhiều phước báo tài năng hơn người, cùng giành hiển hách, tiền đồ rộng mở. Thời trẻ, Tô Tần lặn lội lên núi bái quỷ cốc tử làm thầy, được truyền dạy đủ môn tuyệt kỹ. Sau nhiều năm khổ luyện, Tô Tần cũng thành tài. Trên thôn thiên văn, dưới tường địa lý, bốc quẻ bóng độn tinh thông, mưu lược kinh bang tế thế là một kỳ tài dằn sông toàn. Sau đó, Tô Tần xuống núi, đến ý kiến các vua, nước tề, sở, yên, triệu, ngụy, hàng, thuyết phục họ thành lập một liên quân chống lại nước Tần, gọi là kế sách hợp tung. Nhờ biệt tài thuyết khách thượng thừa cùng một kế sách chu toàn của Tô Tần, vua các nước chấp thuận thành lập liên minh và sắc phong tô tần trở thành thống soái của liên quân sáu nước nhiều trận đánh đã nổ ra và ông đã có một thời gian thắng trận liên tiếp nhất tướng công thành dạng cốt khô hễ một tường thành bị công thì luôn kéo theo hàng vạn người chết bên ta bên địch xương cốt khô phơi đầy đồng phạm là lúc binh nghiệp khởi sắc nhất cũng chính là lúc tô tần tích chứa sát nghiệp nặng nề nhất trải qua một đời chinh chiến không đếm nổi có bao nhiêu binh sĩ bị thương vong tử trận máu chảy đầu rơi một lần trong doanh trại tổ chức yến tiệc binh tướng tụ họp say sưa một cô gái đẹp được tiến cử vào múa kiếm ca hát hầu rượu góp vui thấy cô ta xinh đẹp dù đã có vợ nhưng tô tần vẫn nỗi lòng ham muốn nên đã tư tình với cô ta lúc đó còn hứa hẹn với cô ta đủ điều nhưng được thời gian chán rồi thì tô tần lại đem cô gái ấy ban cho sáu gã thuộc hạ hưởng lạc hẳn cô gái ấy rất quất ức vì không những bị bội ước mà còn bị đem đi tặng như một món đồ chơi song có ức cũng không dám phản kháng vì tô tần quyền lực ngút trời tay nắm binh quyền cả sáu nước nữ nhi thân cô thế cô chỉ biết gạt lệ mà nghe theo kiếp đó tô tần bị các quan lại nước tề đố kỵ sai người ám sát mà chết sau khi chết vì sát nghiệp do cả đời chinh chiến cùng nhiều tội khác tô tần bị đọa địa ngục bản hạn địa ngục còn phải đầu thai nhiều kiếp làm súc sinh suốt khoảng hai ngàn năm anh thấy mình kiếp thì sinh làm heo kiếp thì sinh làm chó kiếp lại là bò kiếp khác là dê chủ yếu là những con vật khi còn làm người anh thường ăn thịt. Đặc biệt, không có kiếp súc sinh nào được toàn mạng chết già cả. Hễ người ta nuôi lớn là đem ra mổ thịt, phanh thay. Những chi tiết trong từng kiếp thì không thấy rõ. Chỉ ấn tượng nhất là những lúc sắp chết, bị con người trói lại, sợ hãi kêu la, rồi bị cắt cổ, mổ bụng, đau đớn vô cùng cứ thế kiếp kiếp nối nhau không nhớ được là bao nhiêu kiếp chỉ biết là rất nhiều có thể là hàng chục kiếp cũng có thể là hàng trăm kiếp và kiếp nào cũng chết đau đớn dưới lưỡi dao sắc bén sau bao nhiêu kiếp súc sinh đền trả nợ máu cuối cùng anh cũng được đầu thai làm người sinh tại miền bắc việt nam thời pháp thuộc đến tuổi trưởng thành, anh tham gia lực lượng chống Pháp, đấu tranh giành độc lập cho non sông đất Việt. Năm 32 tuổi, anh bị giặc Pháp bắt. Chúng đem về tra tấn giả man, bắt anh khai ra các đồng đội. Anh kiên gan chịu đựng, thả chết, nhất quyết không khai. Và cuối cùng, chúng trói ngược tay anh ra sao? rồi nã một loạt đạn súng máy vào đầu anh. Hồn anh xuất ra rất nhẹ nhàng, thậm chí còn không biết mình đã chết. Khi đó, anh thấy có một vị thần hiện đến, là Đô sát Phán Quan Địa phủ. Ngài tay cầm sổ, tay cầm bút, mũ áo màu đỏ, giống như quan phục thời phong kiến, có bốn lính hầu đi sau. Vị đó chỉ cái xác cho anh biết mình đã chết rồi rồi an ủi anh và nói thân xác kia chỉ là giả tạm chỉ có tu hành mới mong thoát được khổ ải trầm luân sau đó họ làm thủ tục cắt khẩu nhân gian cho anh hai người lính hầu cầm hai tay anh đưa đi tiếp sau đó như thế nào nữa thì anh không được thấy hết kiếp đó anh đầu thai rất nhanh, dẫn sinh ở miền Bắc Việt Nam, tên là Hải Anh, không nhớ được họ. Khi lớn lên, anh lại nhập ngũ, tham gia kháng chiến chống Mỹ. Xem ra, duyên nghiệp nhà binh vẫn bám lấy anh không rời. Sau giải phóng năm 1975, anh không trở về quê mà vào miền Nam sinh sống, làm nghề bốc thuốc nam, trị bệnh cứu người được người dân quanh vùng quý mến và kính trọng. Nhiều năm sau, anh qua đời vì tuổi già. Đây là cái chết yên bình nhất trong suốt mấy nghìn năm của anh. Hết kiếp đó, anh đầu thai thành cát nhật của kiếp này. Sâu chuỗi các sự việc với nhau, Nhật dần dần nhận ra bàn tay sắp xếp chi ly mà sòng phẳng tinh tế mà mạnh mẽ đến đáng sợ của luật nhân quả. Kiếp làm nhà sư, thay vì tu hành cầu sự giải thoát giác ngộ như lời Phật dạy, thì anh lại ham cầu thần thông với những quyền năng quyền biến, khiến cho phước báo đổ dồn vào các năng lực trong hai kiếp sau. Để rồi sao nữa? Kiếp làm tô tầng khi có tài năng siêu diệt rồi thì tham vọng khởi lên vì để phục vụ cho danh vọng sự nghiệp của mình anh sẵn sàng đánh đổi bằng sinh mạng của những người khác kết cục danh lợi chỉ như cơn gió thoảng qua mấy mươi năm chết là hết chẳng còn lại gì ngoài những quả báo để rồi anh phải trả giá suốt mấy ngàn năm thống khổ Hết cực hình khủng khiếp của địa ngục, lại đến hàng trăm kiếp súc sinh, làm dê, bò, heo, chó, chết thê thảm. Đến khi sinh làm người, cũng vẫn bị tra tấn, nã đạn mà chết. Và rồi vẫn chưa hết. Kiếp này, anh đã gặp lại cô gái múa kiếm mà anh đã tư tình khi còn ở kiếp làm tô tần. Cô ấy nay đã đầu thai lại ở Việt Nam, dùng mạo khá giống kiếp xưa, phải giống đến 70%. Cũng hát hay, múa đẹp và lại rất thích múa kiếm, nên vừa gặp là Nhật nhận ra ngay. Duyên nợ thúc đẩy, Nhật đem lòng yêu cô ấy và hai người kết hôn vào tháng 8 năm 2019 đúng như những gì kiếp xưa tô tần đã hứa hẹn mà không làm nhân không lành thì quả chẳng thể ngọt bao nhiêu ấm ức kìm nén của cô ấy trong kiếp xưa kiếp này đã đến lúc bọc phát ra cô ấy từ khi kết hôn với nhật thì không ngừng gây sự giận dỗi quán trách cãi cọ đòi tiền hành hạ tâm lý anh đủ kiểu một tháng thì cãi giả đến bảy tám lần vốn đi làm đã mệt mỏi về đến nhà lại gặp chiến tranh lạnh liên miên khiến nhật lắm khi muốn khủng hoảng tâm lý đau đớn hơn được một thời gian nhật phát hiện ra vợ ngoại tình mà không chỉ cặp kè với một người mà là cặp hết gã này đến gã khác tổng cộng sáu gã nhân tình chính là sáu tên thuộc hạ mà kiếp xưa tô tần đã đem cô gái múa kiếm ban thưởng cho nay đầu thai trở lại thử mọi cách nhưng không thể cứu giãn cuộc hôn nhân này nhật quyết định ra tòa ly hôn sau một năm chung sống nhớ lại hàng loạt tiền kiếp khiến nhật thay đổi toàn bộ nhân sinh quan của mình anh nhận ra vũ trụ này thật rộng lớn đâu chỉ có mỗi cõi người này bánh xe luân hồi thật quá sức khổng lồ dù kiếp người kiếp thú ma quỷ địa ngục thiên đường cả vũ trụ này đều nằm gọn trong đó chuyển thế xoay dần liên tục nhất nhất mọi chuyện đều tuân theo luật nhân quả chi ly sắp xếp mọi thứ chẳng có gì thoát ra ngoài được hơn bao giờ hết anh nhận thấy mình cần phải học học thật nhiều những giáo lý của phật dạy để không phải lạc trôi mãi trong dòng luân hồi bất tận này nội dung trên kênh đều thuộc bản quyền của công ty cổ phần truyền thông aya media vui lòng không sao chép dưới mọi hình thức